Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Truyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 229 của truyện Tiên Hồng Lộ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Chương 963 Thiên tượng Ngươi cứ nói thẳng ra đi, muốn bao nhiêu tiên thạch để sắp xếp vị trí của ta đến thứ nhất. Nghe được tiếng cười hời hợt của nam nhân trước mặt, thiếu niên này lại không khỏi trợn trừng cặp mắt. Hắn đã từng gặp người có ý hối lộ, nhưng mà chưa từng thấy người nào trực tiếp và trắng trợn như người trước mặt. Chẳng những như vậy, lời nói và cử chỉ của người này tự nhiên lại không một chút nào kiêng kỵ. Trong lòng vị thiếu niên này đấu tranh một hồi, rồi lắc đầu. 506 vị trí trước đó quả thực lại tồn tại, ta không cần thiết phải lừa ngươi. Và còn nữa, nếu như đều lão sư của ta biết được việc này, chắc chắn là hắn sẽ trách phạt ta lắm. Thậm chí lại có khả năng trục xuất ta ra khỏi sư môn nữa. Biểu tình và đấu tranh tâm lý của thiếu niên phản ánh rõ ràng vào trong đầu Dương phàm thông qua đại luân hồi. Thái độ của thiếu niên giờ phút này cũng không kiêu căng như khi trước. Khói miệng Dương Phạm lại hơi cười nhắc lên, thần niệm truyền âm với hắn. 50 vạn tiên thạch, người thấy đủ không? 50 vạn sao? trong lòng thiếu niên khẽ động nhưng mà hắn là một người có rất nhiều kinh nghiệm ngẫu nhiên giúp lão sư thu mua tài liệu số lượng tiên thạch mấy chục hơn trăm vạn cũng không tính là quá ngạc nhiên dương phạm lại nắm được tâm tính của hắn năm mươi <laughs> vạn tiên thạch quả thực là hơi ít một chút dương phạm lại mỉm cười thiếu niên lại nghiêm chỉnh nói năm mươi vạn đúng là không ít nhưng mà việc này ta lại không dám tự tiện làm chủ đâu nếu như lão sư mà trách tội ta năm mươi vạn không được như vậy năm trăm vạn thì sao dương phạm lại cười tủm tỉm năm trăm vạn sao trong lòng thiếu niên run lên đây cũng không phải là một con số nhỏ cũng có thể hình thành hấp dẫn trí mạng đối với đại la kim tiền dưới cấp bậc tiên quân lúc này hô hấp của hắn hơi rồn rập lại nhìn chằm chằm vào dương phạm lại thầm nghĩ đối phương dù sao cũng là một nhân vật cấp tiên quân hẳn là hắn không nói dối đâu thế nào Năm trăm vạn tiên thạch, người có thể cất nhắc một chút hay không? Dương Phạm lại nhìn bộ dạng của thiếu niên này có một chút co quắp, trong lòng hắn lại thầm buồn cười. Năm trăm vạn sao? Đây chính là năm trăm vạn tiên thạch á? À? Trong lòng thiếu niên kia đấu tranh dữ dội, hai tay hắn nắm chặt thành quyền. Hắn lại không nhận ra được biểu tình biến hóa cùng với chuyển biến tâm lý của mình, hoàn toàn đã nằm ở trong tầm khống chế của Dương Phạm. Năm trăm vạn tiên thạch cũng có thể tạo thành hấp dẫn trí mạng đối với một thiếu niên như vậy. Vô hình chung, trong lòng thiếu niên này lại càng nhiều là sự cân nhắc lợi hại. Một bên là lão sư trách phạt liên quan đến tương lai ngày sau. Một bên khác là một sự hấp dẫn trí mạng của 500 vạn tiên thạch, cho dù là làm trợ thủ của lão sư cả 100 vạn năm cũng khó có được nhiều tiên thạch như vậy. Kỳ thực, 500 vạn tiên thạch thôi, con số đó cũng không tính là quá nhiều giọng điệu dương phàm lại khẽ chuyển cái gì 500 vạn tiên thạch đối với hắn còn không tính là nhiều sao ngay khi thiếu niên này ngẩn ra dương phàm lại báo ra một con số năm ngàn vạn tiên thạch năm ngàn vạn sao thiếu niên này chấn động tâm thần trên khuôn mặt tuấn tú lóe ra hồng quang ánh mắt của hắn khẩn trương và trốn tránh đã không dám nhìn thẳng vào mắt của dương phàm 500 vạn tiên thạch cũng đã có thể khiến cho hắn phải cất nhắc ích lợi to lớn như vậy khiến cho hắn không thể nào chống cự mà hiện tại dương phàm lại trực tiếp tăng tầng tầm lên đến gấp 10 lần con số đó đạt tới một con số rất khủng bố năm ngàn vạn tiên thạch thế nào ta tin tưởng trên thiên tượng sơn này lại có thể hoàn thành chuyện đó cũng chỉ không chỉ có mình ngươi đâu dương phàm lại thản nhiên cười hoàn toàn nắm quyền chủ động trong tay được thôi năm ngàn vạn tiên thạch ta tận lực giúp người thu xếp việc này ta lại còn phải nghĩ cách liên hợp với một vài vị sư huynh đệ nữa vậy sẽ càng nắm chắc hơn một chút thiếu niên lại mạnh mẽ gật đầu đáp ứng ngay dương phạm tại chỗ đưa cho hắn một cái nhẫn không gian trong đó có một ngàn vạn tiên thạch sau khi chuyện này thành công bốn ngàn vạn tiên thạch khác cũng sẽ đưa nốt cho người dương phạm dứt lời thân hình lại nhạt dần đi hư không biến mất sau khi thiếu niên thoáng kiểm tra trong nhẫn không gian lập tức trở về sơn môn bắt đầu thương lượng với một vài vị sư huynh đệ ngày thứ ba Dương Phạm vừa trở lại thiên tượng sơn này. Ta đã mua được mấy vị sư huynh đệ rồi, nháy mắt tiêu mất 7-8 vạn tiên thạch nữa. Nhưng mà cuối cùng chỉ là nắm chắc đến 50% thôi. Thiếu niên này vẻ mặt đau khổ và tiếc hận. Sao? Chỉ có 5 phần. Dương Phạm lại nhíu mày. Lần này, tới thiên tượng sơn, hắn đã ôm quyết tâm nhất định phải đạt thành mục đích. Bình thường, ngoại lệ lâm thời chen ngang như vậy, trước đây lại không phải là Không có đa phần là hai loại tình huống một là nhân vật cấp tiên đế ủy thác nhiệm vụ sư tôn không có tiện sơ xuất thiếu niên giải thích dương phàm nghe như vậy cũng gật đầu hắn là một nhân vật đỉnh của thất giới tự nhiên có thể tưởng tượng được hưởng thụ đặc quyền như vậy hắn lại không hề có dị nghị như vậy thì loại tình huống thứ hai nhiệm vụ ủy thác luyện khí phải có tính khiêu chiến nhất định hoặc là có tính sáng tạo thiếu niên lại nói tới nơi này nhìn về phía dương phàm Dương Phạm lại thần niệm truyền âm nói: "Vậy thì không biết, nhiệm vụ ủy thác luyện chế tinh không thành lũy lại có thể được coi là tính khiêu chiến hay không?" "Tinh không thành lũy sao?" Ánh mắt của thiếu niên sáng lóa, lại vội vã gật đầu. "Có thể chứ, hoàn toàn có thể." Trong lòng hắn lại không khỏi ngạc nhiên và thán phục, người trước mắt này rốt cục lại có lai lịch gì, không ngờ lại muốn ủy thác luyện chế tinh không thành lũy, nên biết rằng luyện chế tinh không thành lũy là một công trình khổng lồ liên quan tới rất nhiều luyện khí và trận pháp phức tạp đa dạng. Sau khi giải quyết vấn đề này, Dương Phong lại để cho thiếu niên một ngàn vạn tiên thạch nữa. Nếu như nhiệm vụ ủy thác, luyện tạo ra tinh không thành lũy, như vậy thì việc sử dụng này nắm chắc đến 8 phần trở lên. Chúng ta chen ngang cho người, lão sư cũng sẽ không nói gì đâu. Thiếu niên lại cười cười. Nói xong, thiếu niên lại lại vội vã đi vào. Không bao nhiêu lâu sau, có một lão già ngân bảo tóc bạc mặt mũi hồng hào từ trong sơn môn đi ra quanh thân hắn cũng có một vài đệ tử giống như vậy vây quanh trăng cùng nhau đi ra dương Phạm lại bước lên trên vài bước chắp tay ôm quyền tự giới thiệu với vẻ không kiêu ngạo không xiêm nịnh vị lão già ngân bào này chính là một trong mười người tông sư luyện khí của thiên giới tiên quân xin mời vào lão già ngân bào sắc mặt bình tĩnh trong mắt toát ra một loại ánh sáng trí tuệ khác với những luyện khí đại sư khác hai tay của thiên tượng lại nhắn nhụi và mềm mại dáng người thon dài trên mặt gần như không có một tia nào nếp nhăn trượt nhìn đây là một vị mỹ nam tử nhưng mà dương phàm cảm nhận được có một cỗ lực lượng bộc phát ra cường đại và tích tụ mà không phải là trong thư thân thể hắn nhìn như gầy yếu như vậy chỉ trong chốc lát dương phàm cùng với thiên tượng trò chuyện trong đại sảnh hẳn là dương tiên quân đã hiểu ra được luyện tạo tinh không thành lũy này không có đơn giản là có luyện khí sư như vậy là đủ. Thiên tượng gợn sóng không sợ nói, chỉ là ở sâu trong con người của hắn bình tĩnh lại có thể nhìn thấy một vài tia trở mong. Trong lúc giới thiệu, Dương Phạm lại chỉ nói họ của mình, hắn lại cũng không hiện thân bằng diện mạo chân thật. Đương nhiên, cơ bản tất cả tài liệu ta đã đều chuẩn bị được rất tốt. Tông sư trận pháp cũng có, duy nhất chỉ còn thiếu một vị tông sư luyện khí nữa. Dương Phạm lại cười. Vậy thì không biết bản vẽ luyện tạo tinh không thành lũy lại có thiết kế ra hay chưa? Thiên tượng lại truyền giọng nói đi thẳng vào chủ đề, không một chút nào rông dài. Dương Phạm đã sớm có sự chuẩn bị, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho thiên tượng. Tiếp nhận bản vẽ, lão già ngân bào lại nhìn thoáng qua, rồi nhướng mày. Dương phàm lại có một chút không yên, dù sao Đặng Thi Giao lại không hề có kinh nghiệm luyện tạo ra tinh không thành lũy, không biết có lọt vào trong mắt xanh của thiên tượng đại sư này hay không. Theo thời gian trôi qua, đầu mày của thiên tượng lại càng ngày càng nhíu chặt. Dương Phạm âm thầm thở dài, chẳng lẽ lại còn phải nghĩ cách đi mời tông sư trận pháp khác sao? Nhưng mà thời gian ra ngoài của hắn chỉ là có 100 năm, chỉ sợ không đủ nữa. Thực sự là có tính sáng tạo, đây rốt cuộc là tác phẩm của vị tông sư trận pháp nào? Luyện tạo tinh không thành lũy lại có ý tưởng mới mẻ như vậy? Hết trường Trường 964, con chó nhỏ ra trận. Bản vẽ tinh không thành lũy do Đặng Thi Giao thiết kế lại khiến cho thiên tượng vỗ bản khen tuyệt. Điều này làm cho Dương Phạm cũng phải ngạc nhiên và vui mừng ngoài ý muốn. Lão sư, người cũng từng tham gia luyện tạo tinh không thành lũy. Không biết bản vẽ lần này liệu có gì đặc biệt? Có một lão giả râu hoa dâm cung kính bên cạnh nói. Được tôn là một trong 10 tâm sư luyện khí của thiên giới, đệ tử môn đồ của thiên tượng đúng là không ít, già trẻ đều có. Trong bản vẽ này, thiết kế tinh không thành lũy lại có rất nhiều điểm nổi bật. Có thể nói là ý nghĩa của nó hoàn toàn mới. Thứ nhất, trận pháp linh nguyên ở trong bản vẽ này tự thành một hệ thống, kết nối tiên không gian cùng với đại thế giới, lại có được năng lực tự chủ giữ gìn tu bổ, không ngừng tiến hóa. Lúc ban đầu quy mô của tinh không thành lũy này cũng không lớn, căn lực cũng lại không mạnh, mà dựa theo chú thích ở trên bản vẽ, lại chỉ cần không ngừng gia nhập tài liệu vào trong tinh nguyên lô này là có thể khiến cho tinh không thành lũy tự chủ thăng cấp và tiến hóa. Thiền tượng nói tới đây, không khỏi vuốt sâu cười. Tuy nhiên, luyện chế tinh nguyên lô này, đối với ta mà nói, đó cũng là một kiều chiến rất là lớn. Độ khó của nó không hề thua kém gì luyện khí, thứ thần khí cả. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử môn đồ lại không ai không biến đổi sắc mặt. Chỉ cần gia nhập tài liệu là có thể tự chủ thăng cấp cùng với tiến hóa. Điều này vượt xa khỏi tinh không thành lũy bình thường, mỗi một lần tinh không thành lũy bình thường mở rộng ra và thăng cấp đều sẽ phải mất đi rất nhiều công sức, gần như tương đương với luyện chế lại thêm một lần nữa. Thiên tượng lại nói tới tinh nguyên lô tự chủ thăng cấp cùng với biến hóa như vậy, khen không rất miệng. Ngoài điểm này ra, bạn thiết kế tinh không thành lũy này lại không theo kiểu cũ. Kết cục cùng với sáng ý lại khiến cho người ta phải kinh ngạc. Đáng giá nhất, đó chính là hình thái của tinh không thành lũy này, không hề cố định nếu như cần thiết lại có thể tùy thời biến đổi hình thái thích ứng với các tình huống phi hành và chiến đấu thiền tượng vừa nói lại nhìn chăm chăm vào bản vẽ không một chút nào nhúc nhích nói tới cuối cùng lão ta đã hoàn toàn đắm chìm vào trong trong mắt lấy ra vẻ hưng phấn vô cùng thực sự không nghĩ tới trình độ của thi giáo về trận pháp lại còn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của ta trong lòng dương phạm lại thả lỏng ra một hơi tâm thần tiến vào bên trong tiên hồng không gian liên hệ cùng với đặng thi giáo Đặng thì Giao khi biết được việc này Lại vui mừng khôn xiết Ta lại không có kinh nghiệm gì Về thiết kế tinh không thành lũy Ngược lại ta lại không có quá nhiều sự cố kỵ Về mặt thiết kế Lại còn đưa vào trong đó nhiều ý nghĩa riêng Không nghĩ tới lại được thiên tượng khen ngợi Rất hiển nhiên Cái loại kết quả như vậy Ra ngoài dự đoán của đặng thì Giao Thiên tượng đại sư Bản vẽ thiết kế này hẳn là ngài cơ bản vừa lòng Vậy có thể cân nhắc ủy thác của ta hay không? tiếng nhắc nhở của dương Phạm hoàn toàn bừng tỉnh thiên tượng ánh mắt của lão vừa mới lưu luyến không rời ra khỏi bản vẽ lại phun ra một hơi dài mặc dù bản vẽ này tại một số phương diện còn có một chút tỉ vết nhưng mà cơ bản cùng với ý nghĩ tạm thời làm cho người ta nhìn mà cũng phải than thở lão hủ đây cung kính không bằng tuân mệnh tiếp nhận ủy thác của dương tiên quân kế tiếp thiên tượng lại nói về vấn đề tài liệu với dương Phạm số lượng tài liệu cần để luyện chế ra một tinh không thành lũy là khổng lồ, tự nhiên không thể nào để cho thiên tượng tự bỏ tiền ra tài liệu được. Về mặt tài liệu hình thái cơ bản của tinh thông không thành lũy, cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Thiên tượng đại sư lại không cần phải quá lo lắng. Dương Phạm lại cười rất sôi nổi. Thiên tượng sơn này của ta, không gian cũng có rất lớn. Nếu như người có thể tin tưởng danh dự của ta, vậy thì chúng ta có thể luyện tạo tại đây. Thiên tượng đề nghị nói. Điều này sao? Dừng phạm đại do dự. Không phải là dừng mẫu không có tin danh dự của thiên tượng đại sư, mà là quá trình luyện tạo tinh không thành lưỡi này, cần thiết phải giữ bí mật. Đại sư tốt nhất cũng có thể giữ bí mật của bản vẽ này. Được thôi, giữ bí mật là một chuyện đương nhiên. Có thể tưởng tượng bản vẽ này tiêu phí bao nhiêu tầm huyết của một tông sư trận pháp. Láo phù lại dùng nhân cách đảm bảo tuyệt đối không tiết lộ ra bí mật của bản vẽ. Thiên tượng lại rất sảng khoái đáp ứng. Nhưng tuy nhiên, nếu như không luyện chế tại nơi như vậy, vậy thì Dương Tiên Quân lại tính để cho lão hủ đi đâu chứ? Thiên tượng lại dò hỏi. Dương Phạm trầm ngân. Vậy, ngươi có thể tới lĩnh vực không gian của ta? Lĩnh vực không gian sao? Chẳng lẽ Dương Tiên Quân lại có lĩnh vực không gian ổn định gần bằng mức độ của tiểu thế giới? Nếu như không, vậy thì chỉ sợ khó có thể tiến hành luyện chế được. Đồng máy thiên tượng lại có một tia lo lắng nhân vật cấp tiền quân bình thường rất khó có được một lĩnh vực không gian ổn định. Lĩnh vực không gian chính là một lĩnh vực tâm thời, tạo ra không phải là không gian trần chính. Điểm đó, đại sư không phải lo. Lĩnh vực không gian của tại hạ có thể so sánh với tiểu thế giới sơ cấp. Ở bên trong luyện chế tình không thành lũy, hẳn là không thành vấn đề. Dương Phạm lại đầy sự tự tin. Vậy được rồi, lão phù đáp ứng đi cùng với người một chuyến. Thiên tượng đại sư lại sảng khoái đáp ứng tuy nhiên trước đó lão cũng phải chuẩn bị một phen là một vị tông sư luyện khí lão có khí cụ chuyên dụng giống như lò luyện chỉ cần chuẩn bị thêm nửa tháng hết thảy mọi thứ sẽ ổn thỏa thiên tượng đại sư cũng đã chuẩn bị đi theo dương phàm tiến vào bên trong lĩnh vực không gian của hắn chờ một chút có một thanh âm chống trải lạnh lùng trong hư không truyền tới chỉ trong khoảnh khắc dương phàm cảm nhận được có một cố áp bách cường đại mắt nhìn lên trên hư không có một bóng người nửa trong suốt từ hư hóa thực, ngừng tụ thành một thanh niên áo lam. Có một cố khí tức băng hàn khiến cho linh hồn đông cứng lan tràn ra ở trong không gian. Cố hàn ý này dung nhập ở trong không gian cũng là không thường tổn đến sinh linh cùng với vật chất bên trong không gian. Nếu như ở trong một hàn ý như vậy mà tràn ra thì có thể đóng băng được ức dặm. Thân phận của người tới lại khiến cho mọi người đều cảm thấy hồi hộp không yên. Là một vị tiền đế sao? Không nghĩ tới, thiên tượng Sơn lại có tiền đế làm bằng tiền đế ta lại chỉ là đi theo vị dương tiên quân này đi lĩnh vực không gian của hắn vậy chẳng lẽ ngươi lại còn lo lắng dưới tiền đế có ai có thể xúc phạm tới lão phu sao thiên tượng đại sư lại mang theo một tia chất vấn là tổng sư luyện khí tiếng tăm lừng lẫy của thất giới thân phận của lão rất cao thượng và siêu nhiên thậm chí có thể ngang hàng với tiền đế bình thường nhiệm vụ của ta chính là phụ trách sự an toàn của thiên tượng đại sư cũng không có can thiệp đến chuyện ngài luyện chế mà lĩnh vực không gian của người này lại có thể so sánh với một tiểu thế giới, có khả năng tạo thành nguy hiểm đối với đại sư. Và còn nữa, bản đế thực sự lại muốn nhìn xem, một nhân vật cấp tiền quân như hắn lại có thể tạo ra tiểu thế giới như thế nào được. Làm bằng tiền đế đầy hứng thú đánh giá Dương Phạm. Dương Phạm lại thấy được một tiền lạnh băng từ trong ý cười của hắn. Trên thực tế, trước đó Dương Phạm đã có cảm ứng, từ trong không gian dường như có một đôi mắt đang nhìn chăm chú nơi này. Nhưng bởi vì cặp mắt đó cũng không ẩn chứa địch ý gì, cho nên hắn cũng không cảm ứng gì được mãnh liệt bên trong không gian thất giới Phạm là nhân vật cấp tiền đế đều là những người có trường khống không gian được khi mà bọn họ ẩn nấp trong không gian lại không hề sinh ra địch ý và sát ý với dương phàm thì đó chính là hắn cũng không thể nào dễ dàng cảm nhận ra được nếu như làm bằng tiền đế lại có hứng thú với lĩnh mực vực không gian của ta vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh dương Phạm lại cười tủm tỉm nói giọng điệu của hắn đột nhiên biến chuyển nghe nói bình thường luyện chế tinh không thành lũy tốt nhất là có một nhân vật cấp tiền đế hỗ trợ mới có thể tiến hành thuận lợi hơn. Ừ, uhm, tới lúc đó nhất định là tiền đế đại nhân sẽ không ngại ra tay chứ? Làm bằng tiền đế ngay như vậy, sắp mặt lập tức, có một chút khó coi. Không nghĩ tới, cái tên tiền quân trước mắt căn bản không tôn kính đối với thân phận tiền đế như hắn, thậm chí lại sai sử một người thân phận cao hơn, giống như hắn, muốn hắn làm khổ sai. Thiên tượng đại sư lại có một chút gật đầu rồi cười nói, không sai bình thường luyện chế tinh không thành lũy nếu như có tiền đế tọa chấn sẽ khống chế được hết thầy nhân tố không ổn định dù sao trình độ trưởng khống không gian của cửu thiên huyền tiên không phải là tiên quân có thể so sánh được vậy thì cũng được bản đế chẳng những có thể kiến thức lĩnh vực không gian của dương tiên quân lại còn có thể đích thân quan sát quá trình luyện chế tinh không thành lũy hoàn toàn mới mẻ này hết trường chương 965 con thứ 9 của Long Hoàng. Bên trong tiên hồng không gian, đã có con chó nhỏ đảm bảo, Dương Phạm cũng thực sự yên tâm hơn một chút. Kế tiếp, Đặng Thị Giao cùng với thiên tượng, liên thủ, luyện tạo ra tinh không thành lũy hoàn toàn mới mẻ. Trong quá trình luyện tạo, làm bằng tiền đế cũng phụ trách hỗ trợ. Đương nhiên, hắn cũng là để tâm, giám sát và quan sát sự biến hóa của không gian này. Một khi có bất cứ nhân tố nào bất lợi cho sự an toàn của thiên tượng, hắn sẽ gạt bỏ ra không một chút nào lưu tình dương phạm lệ phân một bộ phận tâm thần lưu ý không gian sự thật đưa ba ngàn vạn tiên thạch còn lại cho thiếu niên khi trước hỗ trợ giống như đã giao hẹn sau đó hắn lợi dụng thời gian rảnh tiến vào bên trong trong không gian mệnh hạch thông qua đại luân hồi bao phủ bên trong khoảnh khắc thuấn gì đi ra bên ngoài vài ngàn ức dặm trên thiên tượng sơn một vài tên đệ tử ở lại tại chỗ đầu tiên là phát hiện ra thiên tượng đại sư cùng với lam băng tiền đế đã đi mất trong lúc này, Dương Phạm lại thân là chủ nhân của lĩnh vực không gian, không ngờ vẫn còn đang đứng yên tại chỗ. Sau một lúc lâu, hắn lại cũng biến mất tiêu mất. Hình như như vậy quả thực có một chút quỷ dị, làm cho người ta suy đoán không thôi. Không mất bao nhiêu lâu thời gian, Dương Phạm lại trở về Vân Tiêu Cung. Lúc này, cách phiến, phiền trực của hắn lại còn một đoạn thời gian nữa. Tâm thần, Dương Phạm lại dung nhập vào bên trong tiên hồng không gian. Người đi đâu vậy? làm bằng tiền đế nháy mắt nhìn dương Phạm, dường như có vài phần bất mãn từ khi phát hiện ra dương Phạm mất tích đến ly kỳ trong lòng hắn mơ hồ lại không yên ổn nhiều phen giống như nhìn qua không gian lại cũng chẳng tìm được bất cứ một sơ hở và lối ra vào nào cường độ không gian này không phải là hắn có thể đột phá được nói cách khác nếu như dương Phạm không muốn lại có thể giữ bọn họ ở lại nơi này một cách vĩnh viễn sau lưng dương mỗ lại không hề có thế lực lớn hay là gia tộc lớn gì luyện chế tình không thành lũy như vậy toàn là bằng thực lực và lực lượng của cá nhân vì tìm kiếm tài liệu và thăng cấp về sau tự nhiên lại phải đi ra khắp muôn núi ngàn sông để mà tìm kiếm chứ dương phạm lại lộ ra một chút khốn khổ dương tên quân đây bằng vào lực lượng cá nhân mà tạo ra tinh không thành lũy điều này đích xác lại rất là khó thiền tượng lại cười trong dĩ vãng luyện tạo ra một tinh không thành lũy nếu như không phải là một nhân vật cấp tiền đế thì là một thế lực lớn siêu cấp Dừng Phạm từ trong một vùng đất sống mà đưa tới không thiếu cao thủ luyện khí hoặc là yêu tộc lao động nặng nhọc, làm cho bọn họ hỗ trợ luyện tạo ra tinh không thành lũy. Chỉ riêng trợ thủ và lao động nặng nhọc đã là tới vài ngàn người rồi. Đối với điều này, Thiền Tượng Đại Sư lại cảm thấy rất bất ngờ và đặc biệt hưng phấn. Điều này có thể có trợ giúp cho xác suất thành công luyện tạo ra tinh không thành lũy của lão ta cao hơn. Làm bằng tiền đế lại cảm thấy có chút gì đó không ổn. Nơi này, nào là phía lĩnh vực không gian cùng với tiểu thế giới gì chứ hắn không thể nào hiểu được làm sao dương phàm lại trống rỗng mang tới nhiều trợ thủ và lao động như vậy được ánh mắt chăm chú nhìn vào vầng quần sáng màu xanh biếc bao phủ bên bờ không gian làm bằng tiền đế lại phóng đoán đó rất có thể là một mảnh vỡ thế giới bị thất lạc lại bị dương phàm chiếm tiện nghi một nhân vật cấp tiền đế gần như đứng ở tầng cao nhất của thất giới ánh mắt của hắn lại càng xa rộng hơn làm bằng tiền đế lại biết đến đại chiến giữa các đại năng thời kỳ thái cổ đã từng đánh nát một không gian hoặc là một thế giới từ đó mà tàn lưu lại một chút thế giới thất lạc nhưng mà những thế giới thất lạc đó trôi nổi bên trong không gian loạn lưu và mờ mịt vô ngần ai cũng không biết được vị trí trong sách cổ ghi lại đã từng có người gặp vận may siêu cấp lấy được thế giới thất lạc như vậy nghĩ tới đây lòng tham ở trong đầu lam băng tiên đế lại cảm thấy mãnh liệt nếu như ta có thể chiếm được thế giới thất lạc như vậy và luyện chế thành của mình. Thực lực của ta nhất định sẽ tăng tới rất nhiều, thậm chí có thể tìm hiểu cửu thiên đại la trí tôn tiên, lại có thể sánh ngang với những nhân vật đứng đầu thất giới kia. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn không tính ra tay. Phương pháp luyện chế tinh không thành lý này không có theo lối cũ. Chờ sau khi luyện chế thành công, rời khỏi thế giới thất lạc này. Làm bằng tiền đế lại thầm hạ quyết tâm, hắn rất nhanh đã khôi phục lại thái độ bình thản Dương Phạm lại không ở lâu trong tiên hồng không gian Lại nói thiên tượng và đặng thi giao muốn Một loại tài liệu ra sao Phải chống giống Không thể nào Kiếm được ngay Con chó nhỏ lại ngồi tại chỗ Nó ngáp dài một cái rồi ngủ đi Dường như đã quên mất hết lời phân phó của Dương Phạm Là khí linh của tiên hồng giới Nó vượt qua cực hạn của khí linh bình thường Có đôi khi thậm chí Lại ngầm khinh bỉ chủ nhân Trở lại vân tiêu cùng Dương Phạm vẫn tu luyện và tìm hiểu như trước cảnh giới uẩn sinh đại viên mãn lại khá nặng lại còn cần một thời gian ổn định nữa để mà trưởng thành trong không gian mệnh hạch trên cây non uẩn sinh lại lần lượt mọc ra thêm một vài chục phiến lá sinh mệnh lục diệp mỗi trăm năm lại mọc ra một phiến muốn phủ đầy cả một cây non uẩn sinh thì ít nhất phải hơn ngàn phiến lá đương nhiên trong đó dương phòng cũng đã tính toán cả sự khỏe mạnh trưởng thành của cây non uẩn sinh thần thông pháp lực của mỗi một phiến lá đều đã vượt qua nhân vật cấp tiền quân nếu như ngưng kết hết hơn một ngàn phiến, có thể tưởng tượng được lực lượng của Dương Phạm sẽ tăng tới một mức độ ra sao. Thực sự là không đoán được, giai đoạn thực lực tăng vọt chân chính của Uẩn Sinh Kỳ lại ở trong một cảnh giới đại viên mãn. Dương Phạm lại không khỏi cảm khái. Giờ phút này, cho dù là tiền đế bình thường, hắn cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí lại có dục vọng muốn khiêu chiến với tiền đế. Thời gian qua đi vội vàng, vài trăm năm nữa qua đi, lại đến phiên trực của Dương Phạm. Bên trong phiên trực, ánh mắt của trung đội trưởng tiên vệ kia lại nhìn về phía Dương phàm có một vài phần kiêng kỵ. Có trực hay là không thì đều chẳng có ảnh hưởng gì đối với việc tu luyện và tìm hiểu của Dương phàm Bởi vì bất kể là tu luyện hay là tìm hiểu đều phải tiến hành ở trong một không gian mệnh hạch, chỉ lưu lại một chút cảm quan bên ngoài. Thời gian ngàn năm lại trôi qua rất nhanh, gần như đã thoáng cái, chớp mắt mà qua. Trong một lúc này, có một khúc nhạc đệm nho nhỏ khiến cho Dương phàm bừng tỉnh một lần. Mau nhìn kìa, có tiền đế buồn xuống, long khí quả nhân cường đại. Tâm thần của chúng tiền vệ bị long khí trong tiền quang mờ mịt, phương xa, làm cho kinh sợ. Có một vùng long khí, hình thành hào quang chín màu, nhuộm đấm bầu trời la thiên tiên cảnh, kinh động tới mấy ngàn ức dặm. Trong không khí chín màu vắt ngang qua bầu trời la thiên tiên cảnh, hai người đầu có lòng giác, phi tới vân tiêu cùng. Trong đó, có một lão giả uy nghiêm mặc long bào, trên lòng giác lại phát ra hào quang chín màu, nhuộm đấm thiên địa đứng ở bên cạnh lão là một thiếu niên giáp nhẹ trên đầu có một cái sừng tím nhìn qua dường như vẫn còn chưa hề trưởng thành nếu như mà đoán không sai đây chính là long hoàng đến từ cửu long cung tổ tông của vạn long thất giới đó phụ cận cửa nam lại không ít tiền vệ cấp đội trưởng ngầm thảo luận với nhau bên phía vân tiểu cung lại tự nhiên có tiên đế ra đón dương phạm lại thấy được du vân tiên đế làm khảo hạch cuối cùng của mình ngày trước lần này dù vân tiên đế xuất hiện là một bản tôn hắn cùng kính đón tiếp hai dòng một già một trẻ này vào bên trong. Lòng hoàng lão nhìn lại tới vân tiêu cung chúng ta làm gì nhỉ? Tuy rằng cửu long cung của hắn cũng là một trong bốn thế lực của chúa tể tinh thiên thế giới. Nhưng mà Long hoàng tổ trưởng khống thế lực bốn biển không có quan hệ gì với chúng ta mà. Một gái trung đội trưởng lại nói thầm. Hừm, ai nói với người là không có quan hệ? Người có nhìn thấy thiếu niên bên cạnh Long hoàng tổ hay không? Nhìn về trang phục, hắn là Ngao Thanh, con thứ chín của Long Hoàng Tổ, Vậy chẳng lẽ các người lại chưa từng nghe nói qua, con thứ chín của Long Hoàng Tổ này cũng là người theo đuổi công chúa Điện Hạ đó hay sao? À đúng rồi, nhớ ra rồi. Dường như rất lâu trước đây, Ngao Thành này lại còn đánh một trận với Phù Lâm Tiên Đế, đệ nhất tuyệt thế thiên tài của thiên giới. Còn một gã đội trưởng khác lại tỉnh ngộ nói. Thông qua đại luân hồi, Dương Phạm lại nghe thấy hết thầy bàn luận cùng với thần niệm truyền âm của mọi người xung quanh. Cửu Long Cung, Long Hoàng Tổ, người con thứ chín của Long Hoàng, Ngao Thánh. Sau khi dừng Phạm sửa sang lại những tin tức lần này, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Nơi là thiên tiền cảnh thời gian dài như vậy, hắn đã biết được rất nhiều bí tân, trong đó bao gồm nơi tình thiên thế giới có bốn nhân vật trí cao vô thượng thay mặt cho vô thượng thiên đình, trưởng quản tam giới. Bốn người này được xưng tụng là Tam Đế Nhất Long. Tam Đế, trưởng khống ba vùng đại lục vô biên ở trên mặt đất của tình thiên thế giới, trong đó Vân Thiên Đại Lục là nơi có trai trầu, chỉ là một trong số đó. Hết trường. Trường 966, qua lại hai giới. Dương Phạm lại trở thành trung đội trưởng một cách rất đương nhiên, trưởng quản là một đội tiên vệ đến 200 người. Điều này đối với rất nhiều tiên nhân mà nói, đó là một chuyện không hề dễ dàng. Dù sao tiên vệ ở trong tiên vệ đoàn đều là đại la kim tiên, tương đương với có 200 thủ hạ kim tiên. Dương Phạm lại không hề quan tâm điều đó, sau khi trở thành trung đội trưởng, bổng lộc mỗi ngàn năm của hắn cũng tăng lên tới 2 vạn tiên thạch. Nghe nói, nếu như là đạt tới một cấp bậc giống như đại đội trưởng, có thể trưởng quản đội tiên vệ đến 2.000 người, bổng lộc mỗi ngàn năm là 20 vạn. Càng lên vị trí cao, đái ngộ được hưởng lại càng khác nhau. Tỷ như Dương phàm sau khi trở thành trung đội trưởng trong tiên vệ đoàn của Vân Tiêu Cung, lại được chuyển vào trong phủ đệ mới, số lượng tiền đàn lĩnh mỗi năm là 5 lần, một lần nữa lại gia tăng. Trong thời gian này, càng không thiếu tiểu đội trưởng đưa lễ vật tới để chúc mừng cho hắn. Dương Phạm lại cự tuyệt tất cả. Mỗi khi phiên trực này chấm dứt, hắn sẽ lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Chỉ khi đặng thi giáo cùng với thiền tượng cần một số tài liệu nào đó thì hắn mới có thể ngẫu nhiên ra ngoài một chuyến. Trong mắt những tiền vệ khác, Dương Phạm lại chính là một người tu luyện đến điên cuồng. Sự thật thì cũng là như vậy. Sau khi tới phần Tiêu Cung, đó là một giai đoạn Dương Phạm tu luyện khắc khổ nhất. Bất kể là bởi vì vân tiêu đại đế chúa Tề tam giới hay là người con thứ 9 của Long Hoàng hoặc là phù lâm tiền đế đều mang tới áp lực rất lớn đến cho Dương phàm Loại áp lực xưa này chưa từng có lại khiến cho Dương phàm tu luyện đến điên cuồng. Cũng may, vân tiêu cùng lại có thể coi là thánh địa tu tiên của thất giới khiến cho tốc độ tu luyện của Dương phàm cũng tăng lên đến mười mấy lần. Chớp mắt một cái, thêm vạn năm thong thả trôi qua. Thời gian một vạn năm, cây uẩn sinh trong không gian mệnh hạch lại lớn mạnh và trưởng thành vài phần sinh mệnh lục diệp lại có thêm đến 150 phiến. Thời gian vạn năm lại ngưng tụ ra được 150 phiến sinh mệnh lục diệp. Điều này khiến cho Dương Phạm ngạc nhiên và vui mừng. Mỗi một lần mọc thêm một phiến sinh mệnh lục diệp, thần thông pháp lực của Dương Phạm lại tăng cường tới một phần. Vào một ngày, Dương Phạm xuất quan, tìm tới phó đoàn trưởng tiên vệ đoàn. Người lại muốn khiêu chiến với đại đội trưởng sao? Phó đoàn trưởng là một cường giả kim tiền lục trọng, dường như cũng nhận thức Dương Phạm hắn lại là một lòng bế quan cũng không biết mình có danh tiếng nhất định trong tiền vệ đoàn hắn được xưng là tu luyện quái thai đúng như vậy tu luyện vạn năm luyện thể thuật của ta đã đạt tới kim tiên tứ trọng đỉnh. cũng có thể khiêu chiến với đại đội trưởng rồi dương phạm lại tràn đầy vẻ tự tin được thôi bản đoàn trường cho phép khi trước phó thống lĩnh đã từng phần phó phải trọng dụng người phó đoàn trưởng lại đáp ứng không một chút nào do dự bởi vì một câu nói tùy ý của du vân tiên đế khi trước lại khiến cho phó thông lĩnh phần phó xuống dưới khiến cho con đường tấn chức của dương phàm lại không một chút nào trở ngại ngày hôm sau diễn võ trường dương phàm nắm giữ huyết mạch thần thông luyện thể thuật tứ trọng đỉnh đánh bại đại đội trưởng không một chút nào bất ngờ vẫn lại trong một quyền quyết định thắng bại toàn bộ quá trình mau chóng chấm dứt dứt khoát khiến cho người xem cuộc chiến này vẫn đang phải líu lưới và ngây người vì vậy Dương Phàm thuận lợi trở thành một đại đội trưởng đại đội thứ bảy của Tiên Vệ Đoàn, đại đội trưởng Tiên Vệ trưởng quản đến hai 000 Tiên Vệ bồng lộc mỗi một 000 năm tăng lên đến 20 mươi vạn Tiên Thạch, đó là một vị trí béo bở mà đại bộ phận Tiên Nhân ngưỡng mộ. Dương Phàm lại căn bản không quan tâm tới những thứ đó, hắn dọn vào trong phủ đệ mới đuổi sạch đám nhà hoàn hầu hạ mình. Nguyên lai là sau khi đã tới một cấp bậc như đại đội trưởng, hắn sẽ được phân cho một vài địa phó, nhưng mà đều sẽ bị Dương Phàm đuổi hết hắn tu luyện đến điền cuồng không cần những thứ đó không cần ăn uống không hưởng thụ thậm chí không cho mình thời gian thả lỏng dưới loại trạng thái đó hiệu quả tu luyện của dương phàm đã tốt một cách thần kỳ về mặt khác việc tạo ra tinh không thành lũy ở trên một vùng đất sống trong tiền hồng không gian cũng đã tiến hành đâu vào đó dương phàm thậm chí đã nhìn thấy hình thức ban đầu của tinh không thành lũy đó là một thứ giống như là cái đĩa tròn đường kính chừng ngàn trượng bên giữa là dày bên ngoài viền thì mỏng lại có lợi cho việc đi lại bên trong tinh không. Nghe Đặng thì Giao nói, nếu như cần, thì tinh không thành lũy này, dạng đĩa tròn, vẫn có thể biến thành một viên cầu sắt thép, lực lượng phòng ngự sẽ được tăng thêm vài phần. Luyện tạo ra tinh không thành lũy đúng là một chuyện cực kỳ dài dòng. Dương Phạm lại chỉ ngẫu nhiên hỗ trợ để xem lại còn cần tài liệu gì nữa hay không. Muốn luyện chế ra thành tinh không thành lũy này, đại khái lại cần thời gian bao nhiêu lâu? Dương Phạm lại không khỏi, tò mò nói thiên tượng đại sư lại đưa ra một con số. Đại khái lại còn cần tới 8 vạn năm nữa. Ở đây chúng ta có tổng sư trận pháp, luyện khí sư và có tiền đế trưởng khống, có đại lượng nhân lực vật lực, lại là một loại quy mô nhỏ có thể trưởng thành. Vậy cho nên mới chỉ cần tới 8 vạn năm. Thiên tượng đại sư giải thích. 8 vạn năm ở trong mắt thiên tượng cũng coi như rất ngắn. Nhưng mà giống như tinh không thành lũy bình thường, ít nhất cần tới mấy chục vạn năm mới có thể luyện tạo được thành công, đó là một công trình rất khổng lồ. Được rồi, 8 vạn năm. Trước khi rời đi, Dương Phạm lại liếc mắt nhìn sang Lam Băng Tiên Đế một cái. Trong một cái liếc mắt tùy ý đó lại khiến cho Lam Băng Tiên Đế cảm thấy rùng mình. Thời gian 8 vạn năm, cho dù là đối phương cùng với Dương Phạm hàng năm chìm đắm trong tu luyện cũng lại tương đối dài lâu. Trừ việc ngẫu nhiên đi qua và chuẩn bị một số tài liệu, đại bộ phận thời gian của Dương Phạm đều lại dùng để tu luyện có một lần trong quá trình luyện chế thiền tượng đại sư đã yêu cầu một loại tài liệu chỉ phàm giới mới có về loại tài liệu như vậy lại rất bình thường chỉ có tác dụng làm điều hòa nhưng mà lại rất quan trọng vừa khéo tiền hồng không gian của dương phàm cũng lại không có loại tài liệu như vậy việc này không chỉ làm khó cho thiền tượng cùng với đặng thị rào, mà còn làm khó cho cả làm băng tiền đế với năng lực của hắn lại còn không đủ để mở rộng ra thông đạo hai giới sao làm băng tiền đế lại chỉ lắc đầu nhưng hắn cũng không muốn hỏi thêm một câu trừ phi có một nhân vật cấp đại đế ra tay. Nhân vật cấp đại đế thì sao? Vân tiêu cung này thực sự, sự là có một vị, nhưng mà Dương Phạm lại không có ngốc tới mức đi tìm vân tiêu đại đế. Thực sự, ta lại thấy việc này có một chút khó khăn. Ta đi các nơi là thiên tiên cảnh để nhìn xem. Sau khi Dương Phạm nhắn nhủ xong, liền hư không tiêu thất. Ngay sau đó, tại thiên cầm nội hải, đồng thắng đại lục, nơi phạm giới. Đáy biển sâu, còn một năm nhân trống giống xuất hiện phía trên một con rối. Dương Phạm lại hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Ai, khí tức của Phạm giới. Nếu để cho đại lão thượng giới biết có một người có thể thoải mái tùy ý qua lại giữa hai giới, thì nhất định hắn sẽ khiếp sợ đến thất giới mất. Sau khi tới Phạm giới, Dương Phạm lại theo bản năng thu liếm khí tức. Cũng may, tất cả những pháp lực và tu vi của hắn đều ở trong không gian mệnh hạch, thân thể thì lại tu luyện luyện thể thuật sợ gì hắn muốn làm như vậy là bởi vì một loại trực giác đến vô hình khoảnh khắc đặt chân bên trong không gian phàm giới dương phàm phát hiện ra không gian nơi mình đã từng xuất hiện lại yếu ớt như vậy hắn lê chỉ sợ hơi một chút không cẩn thận hắn sẽ vỗ tay đánh nát không gian này mất loại đánh nát như vậy cũng không phải là tạo thành khe nứt không gian mà là phản ứng dây chuyền khi trước nơi phàm giới dập nát chân không phá toái hư không đối với dương phàm mà nói chính là một thần thoại nhưng giờ phút này Dừng phàm thân ở trong vùng không gian như vậy, đều phải cẩn thận vô cùng, từng bước một giống như dẫm người trên băng mỏng. Cái gọi là dập nát chân không đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một trò cười, lại có thể nói dễ như trở bàn tay. Rất cẩn thận triển khai ra thần niệm, Dừng Phàm đã tìm được một người có liên quan tới mình. Nơi Thiên cầm Nội Hải, hắn phát hiện ra không ít cường giả lục kiếp tán tiên đang ở trên. Trong đó có một vài người đã tới thất kiếp tán tiên khủng bố thất kiếp tán tiền đó chính là một nhân vật tu vi có thể so với chân tiên trung vị nơi nhân giới đó là một cường giả trí tôn càng khiến cho rừng phòng ngạc nhiên và vui mừng đó chính là một vị thất kiếp tán tiền trong đó lại là đệ tử của mình đã từng thu nhận phó tuyết thì triển ra thần thông thuấn gì rất nhanh rừng phàm đã tìm tới phó tuyết sư tốn phó tuyết đang lánh đời tu luyện trên mặt hoa lại trắng bệch vẻ mặt đầy sự lo sợ không yên lại nhìn, nhìn nam nhân trước mắt Hết trường Chương 967, tiền vệ đoàn trường. Trong vòng 2 tháng khi mà gặp được Phó Tuyết, Dương Phạm đã tìm được ngân phách thủy, một loại tài liệu chỉ phạm giới mới có. Ánh mắt làm băng tiền đế lóe sáng, lòng lại mơ ước đối với thế giới thất lạc bí mật mà Dương Phạm nắm giữ này lại càng thêm mãnh liệt. Hắn ta hoài nghi, Dương Phạm này có được năng lực đi qua lại hai thế giới thượng hạ muốn mở rộng ra thông đạo của hai giới, cho dù là tu vi cửu thiên huyền tiên nhất trọng giống như hắn, đều phải cảm thấy không thể nào làm nổi. Cho dù là hắn có năng lực mở thông đạo ra hai giới, với trình tự lực lượng của tiên đế cũng không thể nào, nào ở lại phàm giới được. Kẻ này rốt cục là lại giấu bao nhiêu bí mật chứ? Trong lòng làm băng tiên đế lại ngầm suy đoán, hắn bắt đầu âm thầm tính toán. Từ mới ban đầu, chỉ vì mục đích bảo vệ thiên tượng đại sư Giờ phút này, tất cả tâm tư của hắn đều chuyển rồi đến việc tính kế Dương Phạm. Dương Phạm vẫn đứng tại chỗ, hắn tươi cười ấm áp. Hắn lại chỉ nói cho hai người, loại tài liệu này hắn vừa khéo lấy được từ trong tay một người phi thăng. Thiền tượng lại nửa tin nửa ngờ, chưa từng thấy. Tin tưởng nhiều. Tất cả những tâm thần của lão ta đều dùng cho việc luyện tạo tinh không thành lũy và hoàn toàn mới mẻ. Điều này đối với lão ta mà nói lại rất có tính khiêu chiến. Làm bằng tiền đế lại âm thầm cười lạnh, Tàn bản lại không hề tin lời nói của dương phàm cảm quan luân hồi bàn của dương phàm cũng đã mơ hồ cảm ứng ra được biến hóa tâm lý của lam băng tiền đế trong lòng hắn lại hơi có chút kinh ngạc trọng dĩ vãng hắn cũng không hề hy vọng xa vời cảm ứng được biến hóa tâm lý của tiền đế tuy nhiên sau khi đến uẩn sinh đại viên mãn thực lực tăng vọt giờ phút này trên cây non uẩn sinh lại mọc ra đến 200 phiến sinh mệnh lục diệp tu vì thần thông tất nhiên lại hơn xa ngày trước trong dự đoán, muốn hoàn toàn luyện chế ra thành công tinh không thành lũy phải cần tới 8 vạn năm. Nhân cơ hội này, vào lúc rảnh rỗi, Dương Phạm lại thỉnh giáo thiên tượng đại sư về việc tinh luyện luân hồi bàn của mình. Thiên tượng mặc dù lại không thể nào tìm hiểu bí ẩn của luân hồi, nhưng mà về đạo luyện khí cũng lại chỉ điểm một chút cho Dương phàm Số tài liệu khổng lồ, vô cùng ở trong tiên hồng không gian có thể để cho Dương phàm không ngừng tinh luyện luân hồi bàn. Nhiệm vụ này, hắn cũng không bắt buộc phải tự làm. Có thể giao cho phần thân Mộc Phong làm thay. Cứ như vậy, thời gian 8 vạn năm dài dòng của Dương Phạm đã chậm rãi trôi qua. Vào năm thứ 5 vạn, luyện thể thuật của Dương Phạm đã đạt tới kim tiền thất trọng, trực tiếp khiêu chiến đoàn trưởng tiên vệ đoàn. Với thân phận đại đội trưởng, vượt qua liền vài cấp khiêu chiến đoàn trưởng tiên vệ đoàn. Tin tức bom tấn đó nổ tung ra trong đoàn tiên vệ của Vân Tiêu Cung. Tù vị của đại đội trưởng bình thường đều ở trong khoảng kim tiền tứ trọng đến ngũ trọng. Mà tiên vệ đoàn trưởng ít nhất đều là nhân vật kim tiền thượng vị cũng chính là các bậc tiên quân. Từ đại đội trưởng đến tiền vệ đoàn trưởng lại còn cách hai chức vị. Dương Phạm lại vượt qua liền hai chức vị đó để khiêu chiến. dõi mắt ra khắp cả tiền vệ đoàn của Vân Tiêu Cùng, đó là một chuyện xưa nay chưa từng có. Theo như lý thuyết, khiêu chiến như vậy rất có khả năng sẽ bị từ chối. Nhưng mà làm sao Dương Phạm lại làm một chuyện không cần phải nắm chắc như vậy? Trước tiên, hắn tìm đến phó thống lĩnh, ban đầu phân phó chức vị cho mình chức vị của phó thống lĩnh lại còn nơi cấp bậc phía trên đoàn trưởng, phụ trợ thống lĩnh quản lý các tiền vệ đoàn. mà tổng thống lĩnh là một nhân vật cấp tiền đế, bình thường có bao giờ hiện thân đâu. vậy cho nên bình thường thực sự phải nắm quyền lại là phó thống lĩnh. vì vậy Dương Phong tự nhiên lại đút lót cho phó thống lĩnh kia một phen, cũng hỏi hắn tung tích của Dương Mộng Thành. nàng ấy được điều vào trong nội cung rồi, nơi đó là cấm địa của vân tiêu cung, bốn thống lĩnh cũng lại chẳng có cơ hội nào đi vào. Dù sao tiên vệ đoàn chúng ta đa phần là phải bảo vệ sự an toàn của ngoại cung mới đúng. Phó thống lĩnh lại chỉ biết đại khái tùng tích của Dương Mộng Thanh. Nội cung sao? Trong lòng Dương Phạm thoáng độc, hắn lại sớm hỏi thăm một phen, biết rằng Vân Tiên hẳn là ở bên trong phạm vi nội cung của Vân Tiêu Cung. Vân Tiêu Cung lại chia ra làm ngoại cung và nội cung. Nội cung là nơi ở của những gia tộc trực hệ của đại đế cùng với phần thuộc về gia quyến, bình thường không được tiếp với người ngoài ngoại cung cũng có nghĩa là bên ngoài của vân tiêu cung đây là một khu vực rất khổng lồ rất nhiều người có liên quan mật thiết dây mờ dãy má với vân tiêu cung đều ở chỗ này người bên ngoài cũng có thể tiến vào trong này hoặc là tới trời hoặc là giao dịch đối với việc khiêu chiến tiền vệ đoàn trường phó thống lĩnh cũng không hề lạc quan đoàn trường tiên vệ đoàn thứ 9 đã đạt tới kim tiên bát trọng rồi chỉ cái một bước nữa là có thể bước chân vào trong kim tiên cửu trọng với tù vi luyện thể thuật Kim Tiên thất trọng của người, cho dù là có thêm huyết mạch thần thông đi nữa, muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ cũng rất khó. Cho dù không có phân được thắng bại, người cũng không thể nào lai động địa vị của đoàn trưởng này đâu. Phó thông lĩnh lại than thở, khuyên Dương Phạm tốt nhất hãy từ bỏ ý định này đi. Phó thông lĩnh cứ yên tâm đi, Kim Tiên bát trọng, hẳn là không làm khó được ta. Dương Phạm lại cười rất thần bí. Người thực sự tự tin như vậy sao? Lần này, đến phiên phó thống lĩnh phải kinh ngạc. Khiêu chiến lại diễn ra cùng ngày, xung quanh diễn võ trường, người đông nghìn nghịt. Không chỉ là đoàn trưởng các tiên vệ đoàn đều tới, ngay cả một vị phó thống lĩnh Kim Tiền đại viên mãn đỉnh cũng lại đi tới. Trận chiến như vậy lại rất được chờ mong. Rất nhiều người lại không hề coi trọng Dương Phàm. Dù sao, đoàn trưởng tiên vệ đoàn thứ 9 là một cường giả tu vi gần tới Kim tiền cửu trọng, ở trong tinh thiên thế giới này, đã trở thành tiên đế cao cao tại thượng không có bao nhiêu người có thể uy hiếp tới hắn. Tiểu tử, dũng khí có thừa. Lão Phu trải qua vài lần đại chiến của thiên giới, đã vài ngàn vạn năm không có ai dám khiêu chiến với ta. Thích võ quảng lại cười, tùm tìm, nhìn thiếu niên đứng ở đối diện ở trên diễn võ trường. Thiếu niên này tên là Dương Kỳ, đến từ đại lục, mặt đất. Những năm gần đây, cuộc khởi giống như sao trội về phía Vân Tiêu Cung. Trong thời gian không tới 10 vạn năm, tu luyện đến từ kim tiền nhị trọng đến kim tiền thất trọng. Nếu như là công pháp bình thường vậy thì cũng thôi, có thể hình dung bằng một từ, kỳ tài có một không hai. Nhưng mà công pháp thiếu niên này lại là tu luyện, luyện thể thuật hiếm thấy. Ai cũng đều biết, luyện thể thuật là một công pháp rất đơn giản, nhưng mà độ khó của nó khi mà tu luyện rất lớn, càng về sau sẽ càng khó. Nhưng mà luyện thể thuật lại là một công pháp trở về bản nguyên, nếu mà có số lượng khổng lồ linh dịch tiên đan phụ trợ và quý hiếm lại có thể gia tăng rất nhanh tốc độ tu luyện dương phạm lại có rất nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ cho mình sinh mệnh lực lượng lại vô cùng vô tận trong không gian mệnh hạch luyện thể càng có những vật nghịch thiên giống như là nghịch linh huyết và nghịch tiên huyết tẩy luyện thân thể lại thêm cảnh giới đại luân hồi cao cao vô cùng lại còn có một con đường để mặc luyện thể thuật giống như dương phạm càng có thể thông suốt không một chút nào trở ngại chính là sau khi đạt tới kim tiền thất trọng Dương Phạm đã phát hiện ra tốc độ tu luyện luyện thể thuật của mình đột nhiên thông thả cực điểm. Cho dù là hắn có rất nhiều vật nghịch thiên như vậy phụ trợ đi nữa, nếu như muốn tu luyện luyện thể thuật, thực sự đã tới kim tiền cửu trọng, chỉ sợ thực sự khó. Dựa theo xu thế trước mắt, không có tới mấy trăm vạn năm, căn bản là ta không có khả năng. Dương Phạm đã từng cảm khái như vậy. Kim tiền cửu trọng đã khó khăn như vậy, lại càng không nói tới cảnh giới tiền đế. Xin tiền bối hay chỉ giáo. Dương Phạm cũng không nói những lời vô nghĩa. Tất cả tâm thần của hắn đều tập trung lên trên người đoàn trưởng tiên vệ đoàn thứ 9, Thích Võ Quảng. Thích Võ Quảng là một tiền tướng, thần kinh bách chiến. Kinh nghiệm của hắn phong phú khí thế trầm ổn Hắn lại đứng ở đó giống như là một ngọn núi lớn sừng sững không thể nào lay chuyển. Bàn tay thổ giáp có lực, cầm một cây thiết kích, có một cố tích lực rất mạnh, tràn ngập sát phạt và áp bách. Toàn bộ diễn võ trường này bởi vì như vậy mà trượt lạnh đi vài phần tiền linh khí bên trong không gian dùng động rồn rập đi theo trường kích chậm rãi nâng lên khiến cho pháp lực trong cơ thể của những người quan sát trận chiến này gần đó sao động sắc mặt dương phàm lại ngừng trọng đối thủ lần này lại khác hẳn với dĩ vãng bất kể là về tu vi kinh nghiệm hay là ý thức chiến đấu đều lại cường đại đến vô cùng hai người rằng co hồi lâu khi thế trên người thích võ quảng lại vượt ra một tốc độ rất cao toàn bộ diễn võ trường này đều chịu đựng một cố áp bách không gian không hiểu theo như một tiếng thét dài lôi điện ở trong thiên hư cuồn cuộn và mãnh liệt hóa thành diễm ngũ sắc nhảy múa khí tức sát phạt sắc bén dung nhập vào bên trong thần thông pháp lực sinh ra một lực lượng khủng bố kinh sợ ức vạn thần hồn trong tay dương phàm xuất hiện một thanh hoàng kim chiến đao tiền bảo lục phẩm hiếm có vận chuyển lực lượng đáng sợ ở trong cơ thể vù một tiếng thanh đao này kéo thêm một đạo cuồng phong xông về phía thích võ quảng giống như là thiên thần dưới lôi điện cùng với họa diễm ngũ sắc làm nền Hết trường. Trường 968 Cứu Công Chúa Sau một hồi đại chiến Ta thua sao? Là... là đoàn trưởng, tiền vệ đoàn thứ 9 Thích Võ Quảng lại không nghĩ tới mình sẽ bị thua Hơn nữa lại thua đến uất ức như vậy Hắn lại bại bởi vì một kiện pháp bảo quỷ dị Tự động hộ chủ Và chỉ trong một chiều Dương Phạm lại hòa tốc thu hồi lại luân hồi bàn. Tại đây không ít người đang xem cuộc chiến, thậm chí lại không nhìn thấy rõ hình dạng và đẳng cấp của pháp bảo này. Toàn bộ sự thắng lợi đối với Dương Phạm mà nói có vẻ nhẹ nhàng tựa như vậy, nhưng mà không giống như lần trước trong tưởng tượng của mọi người phải tiến hành một phen long tranh hổ đấu và ngoạn mục như vậy. Đây, rốt cuộc là loại tiên bảo như thế nào? Và thần thông của nó tại sao lại quỷ dị như vậy? Phó thống lĩnh lại thấp giọng thì thào. Ánh mắt của hắn không ngừng lóe sáng. Sau trận chiến này, thích võ quảng lại ảm đạm đi xuống, thân hình già nua của hắn lại già thêm vài phần. Dân kỳ, ngươi không hổ là người mà đại thống lĩnh chỉ đích danh. Đại để ngươi lại có tiềm lực lớn như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đoàn trưởng tiên vệ đoàn thứ 9, trưởng quản 5 vạn tiên vệ. Bồng lộc mỗi 1.000 năm là 200 vạn tiên thạch. Phó thống lĩnh đường tràng lại tuyên bố với mọi người. Bởi vì nghĩ tới có một số người sẽ bất mãn, phó thống lĩnh lại nói tới tên của đại thống lĩnh dù sao thời gian dương phàm tiến vào bên trong tiền vệ đoàn rất ngắn thậm chí trước tiền vệ đoàn trường sợ rằng đã có người nào đó không phục khó trách dương kỳ này lại lợi hại như vậy nguyên lai lại có tiền đế chỉ đích danh ngày sau chỉ sợ là long phượng không trong đám người này rồi phần đông người đang xem cuộc chiến trên diễn võ tràng đều bắt đầu nghị luận trận chiến ngày hôm nay đã định trước dương phàm sẽ trở thành một ngôi sao sáng mới cuột khởi của vân tiêu cung dương kỳ cái tên này sẽ không còn xả lạ gì trong phạm vi thế lực của Vân Tiêu Cung. Không bao nhiêu lâu sau, có một danh hiệu ngồi sao kỳ tích lại được gán thêm cho Dương phàm. Mặc dù nơi bắt nguồn danh hiệu này lại có một bộ phận nguyên nhân đó là rất nhiều thủ hạ của tiên vệ đoàn có lấy lòng thượng cấp. Nhưng danh hiệu ngôi sao kỳ tích này đã rất nhanh nổi tiếng. Các tiên vệ đoàn cũng lại truyền ra khắp các tiên bình tiên vệ của Vân Tiêu Cung cùng với bên trong chấp pháp đoàn. Sau khi trở thành đoàn trưởng tiên vệ đoàn thứ 9, Dường phòng lại phát hiện ra địa vị cao cũng không hề thoải mái như trong tưởng tượng. Thân ở trong địa vị cao lại có rất nhiều chuyện dùm già cần phải mình xử lý. Một điều trọng yếu nhất đó chính là thời gian tu luyện của hắn đã bị giảm bớt. Cũng may, sự tu luyện bên trong bốn, năm vạn năm gần đây, sinh mệnh lục diệp của hắn trong không gian mệnh hạt đã ngừng kết ra một số lượng đến 8-900 phiến. Cây uẩn sinh kỳ, lại cũng trưởng kỳ, rất lớn mạnh. Cao đến hai trượng, trên nhánh cây lại mọc đầy những phiến đá lớn bằng bàn tay đứa trẻ con. Tám chín trăm phiến lá sinh mệnh lục diệp đã khiến cho người ở trong cảnh giới uẩn sinh đại viên mãn như hắn lại gần tới cực hạn đỉnh. Một khi ngừng kết ra đến hơn ngàn phiến sinh mệnh lục diệp, Dương Phạm sẽ quá độ đến cảnh giới tiếp theo, diễn sinh kỳ. Diễn sinh kỳ, ý nghĩa cũng giống như tên gọi, tức là sinh mệnh diễn sinh và truyền thừa vô hạn. Sinh mệnh lực lượng sẽ bành trướng đạt tới một mức độ rất khó tin thời gian năm vạn năm chẳng những cảnh giới cùng với luyện thể thuật của dương phàm được bay vọt về chất ngay cả luân hồi bàn cũng đã dần dần được tinh luyện đến đỉnh cao của tiên bảo tiền bảo cửu phẩm trận chiến so với thích võ quảng muốn thủ thắng lại chỉ dựa vào luyện thể thuật thực sự rất gian nan mà luân hồi bàn vừa ra lại chỉ bằng công năng tự chủ hộ thủ của bản thân pháp bảo này đã đánh bại thích võ quảng rồi dương phàm rất là vui lòng với biểu hiện của luân hồi bàn vào thời khắc cảnh giới đã tới uẩn sinh kỳ đến cực hạt dương phàm lại thoáng cái giảm chậm tốc độ tu luyện từ trong cực độ áp lực thông thả đi xuống cùng lúc hắn lại xử lý sự vụ của tiên vệ đoàn rất xa lại không ít thời gian để tìm hiểu cân nhắc và có những chi tiết nhỏ của cảnh giới diễn sinh kỳ tiếp theo trong tiên hồng không gian luyện chế gia tinh không thành lũy đã gần như tới hậu kỳ rồi theo như lời nói của thiên tượng đại sư mau chóng thì một vạn năm lâu thì là hai vạn năm nữa một tác phẩm tinh không thành lũy hoàn toàn mới sẽ được hoàn thành. Dương Phạm lại chưa từng thả lỏng chú ý về phương diện này, bởi vì tinh không thành lũy chính là gia đình của hắn sau này. Và còn nữa, một nhân vật cấp tiên đế ở bên trong tiên hồng không gian, ít nhiều, lại phải có một chút lo lắng. Vùng đất sống, trong một không gian được hào quang xanh biếc ngăn cách. Dương Phạm lại nhìn thấy ngoại hình đại khái của thành lũy, dạng đĩa tròn, ở giữa dày, bên ngoài mỏng, còn một chút giống với luân hồi bàn của Dương Phạm, nhưng mà càng lộ ra vẻ không khổng lồ và trầm trọng. Phần giữa của thánh lũy này là một cung điện hình trứng cao ba tầng, bề ngoài trơn nhẵn và trắng như tuyết, bóng loáng giống như gương. ở trong một vị trí khác lại có khắc đồ đằng thần bí. Tầng một diện tích lớn nhất là trung tâm của cả một tòa cung điện hình trứng được coi là tầng trung tâm tinh nguyên lô là một nguồn năng lượng của cả tinh không thánh lũy cùng với rất nhiều trận pháp khống chế. Thèn chốt rất nhiều ở chỗ này. Nơi này là một nơi trọng địa trung tâm của tinh không thành Lũy, tài liệu dùng để luyện chế cũng lại kiên cố nhất. Đăng Thi Giào lại lấy tên cho tầng trung tâm này là tầng Linh Thạch. Cho dù là toàn bộ tinh không thành này sụp đổ đi, chỉ cần tầng tinh thạch này vẫn còn tồn tại là có thể chữa trị lại trong thời gian ngắn. Nhắc tới điểm đó, Đăng Thi Giáo cùng với Thiên Tượng Đại Sư đều có một chút đắc ý. Hiển nhiên, đó là một sự sáng tạo rất lớn. Tầng tinh hạch, ý nghĩa giống như tên gọi, giống như là tinh hạch của một tinh cầu, có thể lại thấy được địa vị của nó. Bởi vì diện tích của tầng hình tinh hạch này rất lớn, trong việc thăng cấp ngày sau, đặng thi giáo thiết kế chia ra làm hai tầng nội và ngoại. Tinh hạch nội tầng sẽ hoàn toàn bị phong bế, chuyên làm một nơi để đặt tinh nguyên lô và trận pháp then chốt để phòng ngừa. Có một người nào đó phá hủy đi sự vận hành và tiến hóa của tinh không thành lũy chỉ có chủ nhân của tinh không thành lũy này mới có thể đi vào trong đó quản lý quyền điều khiển trung tâm của tà, cả tinh không thành lũy này và đưa tài liệu vào bên trong thành thăng cấp tinh không thành lũy tinh hạch ngoại tầng bởi vì chất liệu cũng lại cực kỳ hiếm có và kiên cố lại có thể là chủ nhân sử dụng mở rộng ra động phủ và phù đệ là trọng địa trung tâm chỉ lại có người trọng yếu nhất mới có tư cách sử dụng khi gặp phải nguy hiểm, tinh thạch ngoại tầng lại có thể được dùng để làm nơi tránh nạn. Ở trên dưới tầng tinh hạt này đều có một tầng, đó là không gian cư trú của tinh không thành lũy. Hai tầng này chia ra làm tầng phụ thuộc hoặc là tầng cư trú. Đằng thì giao lại từng để lộ ra. Theo tinh không thành lũy này thăng cấp và mở rộng, số tầng phụ thuộc của cung điện hình chứng này sẽ càng ngày càng nhiều. Tới lúc đó, cho dù là chưa đến ngàn vạn người tu luyện cũng không phải là một việc gì khó. Cung điện hình chứng này là một nơi trung tâm kiên cố nhất định của tinh không thành lũy. Càng ra bên ngoài, tài liệu sẽ càng mỏng manh hơn, sẽ có lợi dụng cho việc di chuyển bên trong tinh hà thiên tượng đại sư lại lấy tên cho bộ phận chung quanh này là thiên dực bàn đó là một việc hết sức thần kỳ dùng cho tinh không thanh lũy này phi hành đi chiến đấu và phòng ngự nữa trước mắt luyện chế thiên dực bàn vẫn lại còn chưa hoàn thành được đặng thi giao giải thích trong chốc lát dương phạm lại đi vào bên trong tầng tinh hạch của cung điện hình chứng trong tinh không thành lũy nơi trung tâm nhất của tầng tinh hạch này có một cái miệng rồng lớn màu xanh. Toàn thể miệng rồng này là một cái đỉnh lô trì, khổng lồ lại được bao phủ bởi một màn hào quang màu trắng. Xuyên qua màn hào quang màu trắng này, Dương Phạm lại nhìn thấy chất lỏng nhiệt độ cực kỳ cao chảy bên trong lô chỉ, lóe ra hào quang kim loại các màu. Đây chính là tinh nguyên lô, tác phẩm tột đỉnh trong một đời của Lão Vu. Giờ phút này, nó đã có thể so với thứ thần khí Ngày sau có thể không ngừng trưởng thành, dẫn theo việc thăng cấp của cả tinh không thành lũy này. Thiên tượng lại nhìn chăm chăm vào đỉnh lô đồng màu xanh, trong mắt lóe ra một màu sắc hưng phấn và nóng bỏng. Dương Phạm cũng nhìn kỹ tinh nguyên lô này, cả tinh lô trì, rồng xanh lộ ra một vẻ cổ xưa và dày dặn, cùng những khí tức nặng nề, bên trên điều khắc đường nét trận pháp rất phức tạp. Không ngờ lại có thể đạt tới các bậc thứ thần khí. Dương Phạm lại kinh hái không thôi, độ cưng rắn và chịu nhiệt của tinh nguyên lô này đã đạt tới một độ rất khủng bố. Dõi mắt ra khắp cả thất giới cũng lại rất hiếm thấy có lực lượng có thể phá hủy đi tinh nguyên lô này. Càng trọng yếu hơn nữa, đó chính là tính năng thăng cấp của nó. Chỉ cần hàng năm đưa tài liệu vào trong miệng rồng, sẽ có một ngày nó có thể trở thành thần khí chân chính. Thiền tượng lại không thể nào giấu được vẻ hưng phấn trên mặt. Hết trường hết tập 229. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Hồng Lộ.